và thuốc bán của anh em thế lộc những vết thương của chiêu thành dương chẳng mấy bữa đã lành bây giờ thượng quốc công tiết chế thương đạo vương đóng ở dạng kiếp dương hầu và quan quân các đạo đã về hội sư ở đấy chiêu thành vương cũng được triệu về dạng kiếp vương bàn với quốc toản cháu đã lập được nhiều công trạng nhưng triều đình chưa biết cháu nên về ra mắt tiết chế chiều mệnh lệnh của triều đình hoài văn thưa và thưa chú, cháu vì giận giặc mà may cờ mộ quân. Trước sau là mong được theo quan quân đi cứu dân cứu nước. Cháu nghĩ lên đây, tuy mới hơn một tháng, nhưng anh em thấy lộc đối với cháu tình thân hơn máu mủ Họ là những người chất phát mà lại biết điều trung nghĩa. Những kẻ như ít tắc, đội ơn dạy mưa móc mà đến khi quốc biến lại đem thân làm tẩu cẩu cho quân thù thật công đáng bưng cơm sách dép cho anh em Thế Lộc. Chính vì Thái Lộc mà cháu tập đánh giặc cho lại kết nghĩa anh em với thích Lộc, hẹn cùng ở đây quyết sống mái với giặc, cháu chia tay với thích Lộc sao nên? Chiêu Thành Vương nói, cho nghĩ thế cũng phải, nhưng nghĩ một lại phải nghĩ hai. Nay, thế giặc đang to, muốn đánh được nó, quân quân phải quay về một mối để tiết chế dễ bề điều khiển. Tiết chế tránh cái vệ khí ban đầu của giặc, rút được toàn quân về chờ thời cơ phản công. Đấy là kế lớn mưu sâu vậy cho nên sớm muộn chú cháu ta cũng phải về giảng kiếp. Anh em Thế Lộc cũng là người trung nghĩa, chú sẽ dân sớ xin triều đình thưởng công cho họ để họ nức lòng đánh nhặt. Tình của cháu với anh em Thế Lộc thật là sâu nặng, nhưng phải gác tình riêng mà lo đại cuộc. Cháu nghĩ thế nào? Chiêu Thành Vương hỏi mấy lần, Hoài Văn vẫn ngồi im lặng không nói. Cuối cùng, Hoài Văn đi tìm anh em Thế Lộc. Nói sao cho hết nỗi buồn của Hoài Văn khi phải từ biệt dưỡng tráng sĩ Ma Lục. Chưa Thành Vương đã dẫn quân bản bộ ra khỏi cánh đồng cỏ mà Hoài Văn và 600 gã hào kiệt vẫn còn dùng dằn ở trên núi. Mới buổi chiều nào họ đi qua đây, nỏ ở trên núi bắn như mưa, rồi dẫn ngày kề dai sát cánh chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau làm bẫy đá, cùng nhau đốn gỗ, đốn tre, dựng ông thần tướng khổng lồ rồi những ngày tưng bừng chiến thắng làm cho quân giặc bạc vía kinh hồn họ nhìn lên cái đồng âm u mà sau thân thiết họ nhìn lên những tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống ngổn ngang khắp cánh đồng còn bết máu giặc họ nhìn cây đa cổ đại trên ngọn cây vẫn còn trơ trơ cây lỗ tên thần những ngày vui ấy quên làm sao được họ cầm tay những người tráng sĩ áo chàm kẻ nhận nắm ngô kẻ dài cụ sắn kẻ ống mật ong cậy gói thuốc rịch Cả học kiệt tặng lại kiếm người trắng sĩ biếu lại dao bên này cho cung bên kia cho nỏ ngoại văn tay cầm cương ngựa đi bộ bên thế lộc và nguyễn lĩnh Hoài văn không dám nhìn mặt hai anh em người máng bởi vì những bộ mặt gân guốc trơ trơ như đá ấy tưởng lúc nào cũng lì lợm thì lúc này đầm đìa nước mắt nguyễn Thế lộc không nói được bàn tay sức sẹo chỉ lên yên con ngựa của Hoài Văn ra hiệu cho người bạn trẻ tuổi cưỡi lên. Hoài Văn bậm môi lại, giải ngây thơ hiện rõ trên khuôn mặt đã nhúm màu sương gió. Hoài Văn nói. Biết bao giờ mới gặp Đại Thế Lộc vậy? Người máng cào nhau. Mày về kinh, vui với ấy đi, chả nhớ Thế Lộc đâu, chả lên đây nữa đâu, tao nhớ chứ, mày chẳng nhớ tao đâu. Thế Lộc là anh em kết nghĩa của Toản, Bà Lục cũng là quê của Toản rồi, quên làm sao được. Anh Thế Lộc ơi, Toản cũng chẳng muốn về đâu. Mày còn trẻ rồi mày quên ngay đấy. Mày về dưới ấy không có núi, có rừng. Tao lo lắm, không vui đâu. Ở dưới ấy không đánh được thì lại lên đây ở tao nha. Hoài Văn vỗ vỗ tâm lưng rắn như đá của Thế Lộc và nói. Lên chứ, lên chứ. Nhưng mà Thế Lộc nè, giặc nó đánh mạnh thì có ở đây nữa không? Thế Lộc nhìn Hoài Văn đôi mắt lặng lờ chất phát bỗng rực lên tao ở đây chứ đi đâu mà mày hỏi thế con hu con nai thì đi đâu thằng giặc đánh dưới thì tao lên sườn núi nó đánh lên sườn thì tao lên đỉnh lên cao rồi lại xuống nó đuổi núi này tao thằng núi khác nó thuộc núi rừng bằng thế lộc à? thế lộc lại chỉ lên ngựa của hoài văn bảo chàng trèo lên và nói không ở được nữa thì mày đi đi đứng làm gì đấy cho tao nhớ mãi mày bảo mày lên không nên tao giận đó Tao không nhìn mặt mày nữa đâu Hai anh em thấy Lộc đỡ Hoài Văn Và người tướng dài lên ngựa Hoài Văn đi được mấy bước Quay lại nhìn thấy Anh em thấy Lộc lũi thủi lên đuối Một dải mây trắng chăn ngang Lòng Hoài Văn thổn thức Nhịp theo gió ngựa rủi trên đường Núi gập gành khúc khủy Quân các đạo đã về hồi sư đông đủ Tại giảng kiếp Đất đục giỏ có cái thế rồng Cuốn hổ chầu trên bến lục đầu giang các chiến thuyền từ khắp các ngã ngược xuôi kéo về đậu san sát trại của hoài văn hầu trần quốc toản dựng ở trên một đỉnh đồi lá cờ phá cường địch báo quảng ân dương cao cùng đua dây với hàng trăm lá cờ của các dương hầu khác hoài văn tự hào lắm hoài văn tự hào là tuy quân mình chỉ giản dạng, dạng có sáu trăm tại mới xuất đầu lộ diện nhưng các dương hầu có dưới trướng hàng dạng tinh binh đều không có thái độ xem thường mình. sung sướng nhất cho Hoài Văn là được Hưng Đạo Vương khen ngợi. Khi Hoài Văn đem dần dần khí giới và quần áo cướp được cô giặc nguyên, tiết chế rất mừng và nói Tốt lắm! Những cái này rồi ra được việc lắm đây! Và Hưng Đạo Vương truyền cất kỹ vào kho đợi ngày dùng đến. Nhưng thế nước ngày một nguy nan quân thoát hoàng chiếm sông lạng giang tràn xuống chi lăng vượt qua quỳ môn quan hiểm yếu phúc chốc đã đóng khắp dùng võ ninh không biết mẹ già nay lưu lạc ở đâu lòng hoài văn nóng như lửa cháy và sáu trăm gã hào kiệt nghe tin quê hương bị tàn phá đều đứng ngồi không yên khắp dùng võ ninh bị giặc phá tan tành người lớn bị phanh thê moi ruột cha con bị vứt vào giặc dầu bị xuyên trên đầu mũi giáo. Chào ôi, số trăm chiến sĩ chỉ mong có đưa cánh bay ngay về quê hương để cứu mọi người ra khỏi dòng nước lửa. Một buổi tối, họ ngồi trong trại, lắng nghe hoài văn đọc lời hịch của quốc công tiết chế. Lòng họ như lửa cháy đổ thêm dầu. Họ ngốn từng câu, từng chữ, từng lời in vào trí óc khắc vào xương tuyển. Họ miếm môi, nắm chặt bàn tay, lời hịch khi phẫn nộ khi thiết tha khi khuyên can khi dạy dỗ khi hùng hồn khẳng khái khi thét gian như sóng dỗ gió gào ta với các ngươi sinh ta trong quê nhiễu nhương trưởng thành trong những ngày đau khổ nay trông thấy sứ giặc đi rầm rập ngoài đường uống lưỡi cứu dọ mà sĩ mắng triều đình đem cái thân chó dê mà khinh nhận tể tướng dựa vào hốt tất liệt để đòi ngọc lụa mượn thế trần nam dương mà bắt nộp bạc vàng của kho có hạn lòng tham không cùng không khác gì ném thịt cho hổ đói làm thế nào mà thoát được tài dạ về sau ta nay ngày thì quên ăn đêm thì quên ngủ nước mắt dầm dìa ruột đau như cắt lúc nào cũng bực tức rằng chưa sao xả thịt lột già trốn được bởi vì sao bởi vì giặc nguyên với ta là cái thù không đội trời chung nếu các người cứ lơ là không nghĩ đến việc rửa nhục cho nước lại không luyện tập quân lính như thế là quay giáo sinh hàng tay không chịu chết thì còn mặt mũi nào mà đứng ở trong vòng trời che đất trở này được lây hết lúc nào cũng văng vẳng bên tai họ làm cho họ rạo rực sôi nổi đêm đã khuya họ vẫn không sao ngủ được họ trằn trọc trở mình luôn. Rồi một người nhóm dậy đem gươm của mình ra mài. Người khác cũng nhóm dậy, say sưa luyện tập. Rồi kẻ múa kiếm, kẻ múa côn, trại có quầy văn ầm ầm nhộn nhịp. Tự như các chiến sĩ đang chuẩn bị lên đường đi đánh trận. Quầy văn và người tướng già ngồi nghiên cứu cuốn binh thư yếu lược của hưng đạo vương mà họ nhận được cùng một lúc với tờ hịch. Đã ba lần, lính hầu rót đầy dầu vào, vào đĩa đèn. Đã ba lần đĩa vào cạn, nhưng hai người vẫn cầm cùi đọc những lời vàng ngọc trong cuốn binh thư mới. Họ mê đi vì dở thêm ra biết bao nhiêu điều mới lạ trong phép dùng binh. Trống đã điểm canh hai. Càng về sáng, những tiếng mài gươm múa giáo càng khô gian danh trại. Nghe anh em rầm rì đọc lại những lời trong hình. Tà nay ngày thì quên ăn đêm thì quên ngủ bởi vì sao bởi vì giặc nguyên với ta là cái thù không đợi trời chung còn mặt buổi nào mà đứng ở trong dòng trời che đất chở này mọi người phải có sức khỏe như bằng môn hậu nghệ những lời thống thiết ấy càng thấm sâu bèo lòng hoài văn đã mấy lần quốc toản dục anh em đi ngủ để ngày mai học tập binh pháp mới nhưng tiếng mài gươm cứ mỗi lúc một dòng dập thêm tiếng rì rầm độc hệt dẫn khi trầm khi bỏng. ngoại văn và người tướng già kép sách lại xuống trại của anh em ngoại văn ngạc nhiên thấy chỗ nào cũng tấp nập lạ thường chỗ này đố gươm chỗ kia đánh giặc chỗ khác tập đâm tập chém tốt này tập trong nhà tốt kia tập ngoài trời chẳng quản mưa phùn gió bất Quà dân hỏi sao không đi ngủ họ trả lời vì giận giật, chân tay ngứa ngái không thể ngồi yên trong một góc trại dưới ánh sáng tù mù của ngọn dầu lạc có một đám anh em bình trần như nhọc hoài văn lấy làm lạ đi tới nhiều người ở ngoài cũng chạy vào và cởi phân quần áo hoài văn tưởng là họ sắp đánh giật, nhưng khi tới gần thì không phải người ta chia ra nhiều tốt Mỗi tốt mươi người, trong đó có một người xoa chàm và viết chữ vào những cánh tay đang chìa ra, và một người khác cầm một thứ dùi nhỏ như kim châm mạnh vào cánh tay đã viết chữ. Người viết, người châm, người được châm đều say xưa quên cả sự đời. Quả giăng ngây người đứng xem những cánh tay máu ứa ra lẫn với màu chàm màu mực một người vừa được châm xong nghiến rằng nói thề không đội trời chung với giặc thác Gọi dân ngắm nhìn kỹ cánh tay đỏ xám những đường ngang dọc hiện lên rõ mồn một hai chữ sát thác mắt hoài văn hoa lên Gọi dân nắm lấy cánh tay máu ấy người chiến sĩ quắt mắt một cách dữ tợn hét bảo chàng trời áo ra thù này phải khắc vào xương tuổi sợ giặc hay sao mà không dám thích hai chữ này nói xong anh ta mới nhận ra hoài văn. Nhiều cái vui ngừng châm, mũi dùi đỏ như nôn máu. Máu trong người hoài văn chạy rần rần, khắp thân thể bị kích thích một cách nhức nhói. Hoài văn hỏi, ai bày cho anh em cái việc này? Một người nói, thấy các đạo quân khác có anh em thích hai chữ sát thác vào tay, thì chúng tôi cũng làm theo. Thích vào người mới không quên được mối tử tù. Sông có thể cạn, đá có thể mòn, hai chữ này không thể nào phai được. Sống thì ở trên dài, chết thì tan đi dưới xương cốt, nhập vào hồn phách, bay đi giết giặc. Ai giết hai chữ sát khắc đề cho các người? Ai giỏi vẽ chữ thì giết, dư đứa xem có được không? Được lắm, lòng trung nghĩa của các người phải thấu đến trời. Hòa văn nhìn những người bạn trẻ của mình và rưng rưng nước mắt, người nào cũng đang sôi nổi như sắp lăn xả vào quân thường dựng cánh tay của họ hằng lên hai chữ xác thác ngang tàn giờ lên như chống đỡ nước non mắt hoài văn lóa lên thấy chăn nhãn khắp trời đất những chữ xác thác xác thác xác thác ghê gớm hoài dân cởi áo bào để lộ nửa thân trắng trẻo chia cánh tay ra và nói thích hai chữ xác thác vào cánh tay cho ta với người ta bôi chàm và viết chữ lên cánh tay hoài dân chàng mím môi lại mắt liêm diêm múa vui sắc lạnh đâm vào da đau nhói và máu tươi ứa ra chàng không thấy đau chỉ thấy say sưa rạo rực như đang hăng máu trên chiến trường hòa văn nói thích cho thật sâu vào cho hai chữ ấy không bao giờ mờ được các tốt khác người ta không đang thích chữ sát thác vào cánh tay cho nhau khắp trại anh em đổ đến mỗi lúc một đông họ cởi áo tranh nhau chìa cánh tay xin được thích trước hai chữ sát thác đã hiện trên cánh tay đỏ ngầu của quậy danh như hai đóa hoa nở rộ chào ánh sáng ban ngày đã lên tới lúc nào không biết tất cả các tướng sĩ ở dạng kiếp đều tích vào cánh tay hai chữ sát thác tướng sĩ ở các nơi khác cũng theo gương ấy nhưng quân thoát hoàng thế to tràn đi như nước dở bờ chúng đánh vào dạng kiếp hưng đạo dương phải bỏ dạng kiếp chúng đánh xuống thăng long đặt súng bên bờ sông cái bắn nát kinh thành và các doanh trại thân đạo dương bàn với các dương hầu và tướng tá thế giặc đang mạnh mùa đông lại là mùa lợi cho chúng tiến quân ta nên tránh cái nhựa khí ban đầu của giặc tạm thời bỏ kinh thành rút quân vào hoang ái đợi đến mùa hè quân giặc mệt mỏi không chịu được thủy thổ sẽ dĩ vật đãi lao đánh ra nhất định chỉ một trận là đuối giặt ra ngoài bờ cõi hưng đạo vương bèn bỏ thăng long rước vua vào thanh hóa đạo quân thứ hai của giặc do tòa đô là một tướng có sức khỏe vô địch thống lĩnh đi đường bể đánh vào chiêm thành rồi lại từ chiêm thành đánh ra nghệ an thượng tướng trương minh Phương trần quang khải được lệnh vào dưỡng nghệ an nhưng thành nghệ an đã bị toa đô sang phẳng chu minh vương phải lui về giữ vùng núi hiểm yếu để chặn quân toa đô hai gọng kìm của thoát hoang phía bắc và toa đô phía nam kẹp lấy mảnh đất thanh hóa còn lại khắp đất nam đâu cũng có con nhật thấy nước nguy như trứng chồng mùa đông giá rét đã qua và hoa gạo đã nở đỏ trên các bờ sông rồi cái cỏ lại đã xanh tươi những quả chín quả dại chín mộng và chiêu tu hú đã gọi hè đêm mưa như trút nước ngày nắng chang chang các chiến sĩ chôn chân mại ở đất thanh hóa thấy đều sốt ruột họ đếm từng ngày mong chóng đến hè mùa hè đã đến nhưng tướng hộ của hưng đạo vương vẫn im lặng như tờ đã nhiều lần qua giang hầu xin hưng đạo vương cho dẫn quân riêng đánh ra dù có chết cũng cam lòng hưng đạo vương nói đánh giặc phải biết chờ đợi thời cơ. Thời cơ đến thì như cánh buồm thuận gió, thuyền đi như bay. Thời cơ sắp đến rồi, cháu phải ra công luyện tập, một khắc là ngàn vàng, không nên bỏ phí. Hoài văn lui ra, lòng vẫn buồn bực, bèn đi tìm gặp chiêu văn vương Trần Nhật Duật, là người mà Hoài văn rất mến, rất gần. Năm ngoái, chiêu văn dương đi dẹp trình vuốt mọc, một tù trưởng máng nối loạn ở mạn Đà Giang. Nghe tin chiều văn dương lên, mặc cho người đưa thư đến, thách vương có giỏi thì một mình vào trại hắn. Mặc sẽ xin quy thuận triều đình. Các tướng sĩ sợ mặt là người táo trợ đều can vương không nên đi. Nhưng vương nhất định nhận lời thách của tên tù trưởng. Vương chỉ đem theo một gã tiểu đồng mang tiếu táp Còn vương thì mình không mặt giáp, tay không cầm vũ khí, ung dung như một thầy đồ vào trại trình dốc mật. Mật đã cho quân sĩ mai phục sẵn, hệ thí phương mang theo quân là đánh. Nhưng khi thí vương chỉ phe phẩy các quạt đi vào, mật rất cảm phục. Mật mặc thường phục ra đón chiêu văn dương, mời về trại và mở tiệc lớn đãi vương. Vương thạo các tiên thổ, máng, bày cho mật những điều hơn thiệt khuyên hắn không nên gây chuyện can qua làm cho trăm họ khổ sở mật nghe theo lời vương cả một dải đà giang từ đấy sống yên bể lặng khi hoài văn tới nhà chiêu văn dương thì thấy dương đang ngồi ngoài giường đánh cờ với triệu trung triệu là một tướng giỏi của nhà tống không chịu làm nô lệ nhà nguyên đã sang ở nhờ nước nam và hiện là môn khách của chiêu văn dương nghe quả văn nói hết nỗi niềm chiêu văn dương cười và bảo ta biết được ý của tiết chế rồi thời có đứa giặc không xa nữa đâu cháu hãy nuôi cái giận cho lớn luyện cái chí cho bền đời ngày lập công cháu luyện tập thủy chiến đã giỏi chưa Quả văn trở về lòng vẫn không vui chẳng tiếc những ngày ở ma lục thật là dọc ngang trời đất phỉ chí tan bọc thấy quả văn kém ăn kém ngủ người tướng già hỏi Sao dương tử ít lâu nay cứ buồn rười rượi vậy? Hòa văn nói, giặc chiếm gần hết nước. Cái cơ nguy không còn chỗ dung thân đã rõ rành rành. Thế mà ngày qua thắng lại, ta cứ mòn mỏi ở đây, vui làm sao được chứ? Cuộc cồn bảo đến hè là quét sạch sành xanh quân giặc. Nay đã sang hè rồi, dương tử phải mừng mới phải chứ. Ta đợi chờ mãi rồi không chịu được nữa ta muốn rút 600 quân riêng của ta trở nên lạng giang với thế lộc cùng đánh giặc như dạo nào. Chứ ở mãi ở đây thì ta chết mất. Đêm qua ta mê thấy nằm ở đồng ma lục. Anh em thế lộc thấy ta lên mừng không kể xiết. Ta phải trở lên ma lục để giữ đúng lời hứa với thế lộc. Người con tử không thể sai lời. Ê, lúc này đó, tự tiện rút quân riêng đi là một tội lớn. Dương tử không nên nghĩ thế. Nguy hiểm lắm, tướng nào cũng nghĩ như dương tử thì đại quân dở mất dương tử cho đến phân dân tâm trí lúc nào cũng phải hướng vào tiết chế mới được tiết chế là một bậc kinh bang tế thế mưu lược như thần 30 năm trước tuổi mới 18 tiết chế đã tỏ rõ tài thao lược giúp đức thái tông đánh tan giặc ngột lương đây là bậc tướng lòng trung trinh sáng như trăng sao Ha phải là người ngồi khoanh tay để cho nhà tan nước mất chứ. Dương tử không nên nóng nảy, buồn phiền, e làm giảm mất vệ khí của quân sĩ. Từ đấy, quốc toản mới yên lòng đôi chút, lại hăng hái nghiên cứu binh thư, tập đánh bộ, đánh thủy, đợi ngày rửa hận. Một hôm, trời nóng như nung, như nấu, hoài văn bổng được triệu vào trướng hộ. Tới nơi, thì thấy các vương hầu và tướng tá đã đồng đủ đứng dàn ra hai bên tướng hộ theo thứ tự trên dưới nguyên là thượng tướng chiêu minh dương trần quang khải cho người chạy ngày đêm từ nghệ an ra báo tin tòa đô bị chặn đánh ở nghệ an đã phải rút ra bệ và kéo chiến thuyền ra bắc để hợp cùng đại binh của thoát hoang thân đạo vương bàn với các dương hậu và tướng tá rằng toa đô vượt biển vào đánh chiêm thành rồi lại mượn đường quay ra đánh úp nghệ an tướng là một sớm bình định sông châu hoang rồi nước luôn châu ái nhưng mưu ấy không thành kẻ kia phải bỏ nghệ an mà đi thế là muôn dặm đường trường quân sĩ mỏi mệt lại gặp mùa hè nóng nực chung công quen thủy thổ tất sinh bệnh tật đấy là cái cớ thua cờ thua của giặc nay ta đem quân đã được dưỡng sức mà đánh kẻ địch mỏi mệt một trận phá tan nhuệ khí của nó đi đấy là cái thắng thế của ta vậy mọi người đều khen lời bàn của tiết chế là phải ngồi trên trướng hổ thân đạo vương nhìn xuống các vương hầu tướng tá và hỏi trận đầu này phải thắng ai đi thay ta cầm quân đánh tòa đồ thân đạo vương nói chưa dứt lời thì một người ở hàng đầu vương hầu đã bước ra, vòng tay trước mặt, nói một cách hiên ngang, khảng khái. Tôi, tuy bất tài, cũng xin đi đánh tòa đô. Thượng tướng Chiêu Minh Dương đã chặn đứng được toa đô ở Nghệ An, lập nên công lớn với triều đình. Tôi hưởng lộc nước đã nhiều, chưa có dịp báo đền. phải này, tiết chế tin tôi mà cho đi, tôi quyết phá tăng giặc dữ. Mọi người nhìn ra thì người ấy là chiêu văn dương trần nhật duật vị chú ruột của nhà vua lúc nào cũng có vẻ ôn dung nho nhã hưng đạo vương mừng rỡ nói chiêu văn dương mà đi thì ta có thể ngồi nhà chờ tin báo tiệp nói xong hưng đạo vương rút một lá cờ lệnh đứng dậy từ trên tướng hộ bước xuống giao cho chiêu văn dương và nói toa đô mà hợp được với thoát hoàng tạo thành cái thế ỷ dốc thì rất khó đánh Triệu Văn dương đi phen này vừa phải phá cái quy phong của tòa đô vừa phải chặn không cho thoát hoang tòa đô liên lạc được với nhau việc trước khó việc sau còn khó hơn chiêu văn dương phải rất lưu tâm mới được chiêu văn dương nhận lá cờ lệnh và thưa xin dân lệnh quốc công tôi không làm tròn được hai việc ấy để nhớ việc đại sự xin nạp đầu dưới trướng Chiêu Văn Vương liền viết tờ cam đoan để lên án thư, dạy dẫn ôn dung mặc không biến sắc. Sau đó, Dương cầm lá cờ lệnh lui về chỗ cũ. Cuối hàng hầu, Hoài Văn dội bước ra, vòng tay trước mặt, hướng lên trướng hổ uy nghiêm và nói to. Cháu xin thiết kế cho đi theo Chiêu Văn Dương đánh tòa đô. Hưng Đạo Dương như không để ý đến Hoài Văn, Hưng Đạo nói toa đô là thượng tướng nhà nguyên có sức khỏe như bá dương đã từng đánh đông dẹp tây tới đầu thắng đó hiện nay ta chỉ có nguyễn khoái phạm ngũ lão mới đối địch được với toa đô phạm ngũ lão thì còn ở nghệ an giúp thượng tướng ở nhà còn tướng quân nguyễn khoái tướng quân nguyễn khoái đâu từ trong hàng tướng nguyễn khoái dạ một tiếng lớn và bước ra đây là một người mặt vuông mình rộng trạc 40 tuổi, vẫn như cột cái chốn đình, nguyện khoái thưa. Tôi xin dân lệnh tướng lệnh. Không đánh được toa đô, tôi quyết không cho về trông thấy quốc công. Hưng Đạo Vương gật đầu, truyền cho Nguyễn khoái về chỗ. Hoài văn vẫn đứng lên trướng hộ, mặt đỏ như vì tức giận. Hoài văn quỳ xuống, nói như gạo. Cho theo quan quân vào trong này, ngày đêm chỉ mong được đi đánh giặc ngõ hầu đền ơn vua trả nợ nước này quan quân sắp đi đánh một trận to có sao tiết chế cử tướng khác mà lại không tin cháu như vậy hưng đạo vương nói hoài văn là một tiểu anh hùng ta muốn giữ cháu lại để đi đánh trận sau xin tiết chế cho cháu đi đánh trận này trận nào cháu cũng xin đi huống nữa là trận đâu Ngoài dân đưa bàn tay trái lên vỗ mạnh vào cánh tay phải đã thích hai chữ sát thác. Mặt người thiếu niên tái dần đi, lời nói rung lên. Cháu thích hai chữ sát thác vào tay, có phải là để lùi lại đằng sau đâu? Ai ngại to đô chứ cháu không ngại nó. Một to đô chút mười to đô cháu cũng coi thường, xin quốc công cho cháu đi theo hoàng thúc. Cháu sẽ cùng tướng quân Nguyễn Khói đánh cho to đô mạng giáp không còn. Cháu cũng xin làm một tờ giấy cam đoan không đánh được toa đô, cháu xin nọc đầu dưới trướng. Hưng Đạo vương truyền cho Hoài Văn đứng dậy và nói, Ta muốn thử lòng cháu đó thôi, ta bảo cháu đi theo Hoàng Thúc, ta để tin mừng của cháu. Hoài Văn nhảy lên reo vui, Quỳnh khuấy rằng mình đứng trước trướng hổ uy nghiêm. Sau khi bàn riêng với Chiêu Văn Dương về kế hoạch tiến quân, Hưng Đạo Dương thân tiễn ba người ra khỏi cổng dinh, rồi mới trở vào. Hưng Đạo Dương vuốt chòm râu đốm bạc, tươi cười, nói với mọi người. Tài trí của triều Văn Dương, sức khỏe của tứ quần Nguyễn khoái, tráng khí của tráng sĩ Hoài Văn Hầu, chân này nhất định thắng to. Hưng Đạo Phương lại bước lên trướng hổ bàn việc quân. Quốc công nói, cho triệu thượng tướng ở Nghệ An ra để tu xếp đi đánh thoát hoàng, lấy lại kinh thành. Trần Nhật Duật và Trần Quốc Toản ngồi một chiếc thuyền nhẹ, lướt trên làng sóng bạc đột ngầu, thì xem xét lại lần cuối cùng công việc bố trí các chiến thuyền. Dành trăng cuối tuần càng dằn dạt chiếu xuống mặt nước bên bông của cửa hàm tử. Chiều văn dương gặp các quạt giấy đang cầm tay chỉ một xoáy nước xô hóm, nói với gọi dân. Ngày mai thì thuyền của Tòa Đô tan tành ở đây. Chú các mình phải nỗ lực khó nhọc một buổi hưởng phúc muôn đời. Chư Văn nhìn trăng nhìn nước vừa cười vừa nói, thật là cầm tú vàng sơn, tự như chú cháu ta chèo thuyền quế ngắm trăng để đi dưỡng tính tình. Có ngờ đâu đêm nay chú cháu ta đang chờ giặt nước. Giật giật phe phẩy quạt, say sưa ngắm cảnh giật quyền quyền ảo ảo nói. Cơ đồ này há lại đẻ vào tay kẻ khác cơ. Vương rung đùi khẽ đọc một bài thơ của Lý Bạch. Hoài văn sôi xuyến trong lòng, chàng vui khắp khởi, chàng sắp được đánh một trận lớn đầu tiên trong đời. sung sướng hơn nữa, chàng đã được chiêu văn dương cử làm tướng tiên phong. Ngày mai, hoài văn sẽ dẫn một thuyền xuôi xuống hạ lưu. Chàng sẽ là người đương đầu với viên tướng tài giỏi nhất của nhà Nguyên, vừa phải giữ toa đô tới cửa hàm tử này để cho bốn mặt chiến thuyền của ta đổ ra và đánh chàng nhìn vị hoàng thúc khăn áo chỉnh tề thanh nhã như một thư sinh hoài văn thầm phục người chủ tướng mà chàng chưa bao giờ thấy hoang mang nóng nảy hoài văn lễ phép thưa thưa cháu còn trẻ được thấy hậu hoàng thúc thật là may cho cháu chiêu văn dương cầm cái quạt đập nhẹ lên mạn thuyền một tay đưa lên vước chồng trâu mà gió làm rối tung vương chậm rãi nói những khí giới quần áo của quân giặc cháu cướp được ở làng giang đúng như quốc công đã nói ngày nào nay vào việc cả cháu chẳng giúp vào cái mưu phá tò đồ đó ư ừ. con thuyền rẽ vào một nhánh sông con bên phải một dãy chiến thuyền đậu sát vào bờ ẩn dưới lùm cây cối om om đứng trên mũi một chiến thuyền triệu trung môn khách của chiêu văn dương cao lớn như một bức tượng đồng mặt nhung phục nhà tống trừ trung vải chiêu nhân dương dạ thưa người tống chúng tôi đã thề tử chiến ơn nhờ đại vương chúng tôi sắp được sửa cái hờn mất nước chúng tôi mang áo giáp không làm lễ được xin hoàng thúc miễn thứ trong các chiến thuyền quân sĩ nhà tống đi theo triều trung đang tấp nập chuẩn bị họ đều mặc quân áo của quân nhà tống nhiều người mặc quần áo quân nguyên hay thứ quân phục đều phản phất giống nhau, sặc sỡ như lông chim, lông thú dự Chư Văn Vương đi xem xét một lượt, rỉ tay dặn dò thêm triệu trung, rồi cùng ngoài văn quầy ra. Con thuyền nhẹ nhẹ xuôi dọc, rồi lại rẽ vào một nhánh sông bên trái, một dãy chiến thuyền đậu sát bờ, ẩn dưới những lùm cây rậm rạp. Đứng trên mũi một chiến thuyền, tương quân Nguyễn Khoái lừng lững như một tòa thành, vái vương và nói chúng tôi ai nấy để so tay mong chóng được đánh toa đô chúng tôi đã thề không cho toa đô lọt được quãng sông này mà trở ra biển nữa chiêu văn vương đi xem xét một lượt rồi cùng hoài văn quay ra con thuyền nhẹ nhẹ xuôi dòng vương ngắm khúc sông nơi hoài văn sẽ bố trí để đẩy toa đô và giữ hắn lên cửa hàm tử chiêu văn Dương nói công việc của cháu nặng nề lắm cháu nên nỗ lực cháu quyết không làm lỡ kế hoạch cháu cho đoàn thuyền tập thử nhiều lần trên khúc sông này rồi nay đã khá thành thạo thưa quản thúc chiêu văn dương gật đầu bàn bạc thêm với quầy văn về công việc ngày mai rồi nói cháu nên đi tắm rửa cho sạch sẽ để ngày mai chỉ huy cho minh bận. chú cũng về tắm rửa và nghỉ ngơi một lát chiêu văn dương quay về nơi tập trung đại đội binh thuyền của mình bên trên cửa hàm tử bốn bề yên tĩnh đã nhạt dần những gì sao thưa cũng đã nối nhau lạc hết chỉ thấy bên môn trời biết và sóng bắt đầu lồng lộn dỗ y ầm trong bóng tối mờ xanh đang chuyển động nguyên soái tòi đồ vượt châu âu châu lý châu hoang châu ái kéo ra chiến thuyền nhiều tựa lá tre tiến vào cửa bể thiên trường gầm mở trống dòng bề ngoài thật là hùng hùng hổ hổ nhưng bên trong thì từ tướng đến quân thảy đều mệt mỏi lại gặp tiết trời nóng nực sân làm chướng khí bốc lên trong quân to đô số người đau ốm chết chóc ngày một nhiều dọc đường lương thực cướp được ở chiêm thành dần dần cạn đến thiên trường to đô phải cho quân sĩ đổ bộ vào các làng xóm cướp thóc gạo trâu bò gà quế nhưng người dân ở bờ biển và hai bên dân sông đã lánh thật xa quân nguyên cướp không được tình cảnh càng khốn đốn. Tòa đồ thế cần phải đi gấp lên thăng long để hợp quân thoát hoang. Bèn cho quân tuần tiểu đi dò đường thủy. Quân tuần tiểu trở về báo, hai bên làng mà quạnh hiu không có một bóng người. Tòa đồ mừng rỡ nói với các tướng. Vua tôi nhà Trần đã chạy như dịch vào thanh hóa hết rồi. Nghe quy danh của ta là đã mất mật rồi. Còn đứa nào dám ló đầu ra mà chặn đường ta nữa chứ. Chiến thuyền của Toa Đô từ cửa bể kéo vào sông, nối đuôi nhau dài hàng mấy dặm, dàn ra chật cả khúc sông. Những cột buồm đen như rừng rậm, những cánh buồm làm tối sầm mặt nước, đêm thì đèn nước sáng trưng như phố như phường, ngày thì cờ quạt rợp trời, người đứng từ xa mấy dặm cũng đều trông thấy, chiên trống khu ầm ầm như sấm sét trong cơn mưa. Đoàn chiến thuyền ngược sông, dòng sông lớn đi sâu vào nội địa, giữa một cánh tượng im liềm như chết. Hai bên sông toàn là những làng mạc trống không, đồng khô, cỏ trái. Buổi sáng hôm ấy, đoàn chiến thuyền tới một khúc sông rộng, tòa đồ hỏi một viên hàng tướng. Đây là đâu? Tên ấy thưa, đây sắp đến Hàm Tử quan Từ đây lên tới Thăng Long còn bao nhiêu lâu nữa? Bấm nguyên sói ta đi nhanh như thế này, lại đi suốt ngày đêm thì cùng lắm là sáng ngày kia tới toa đô mừng lắm, trường lệnh đi gấp đến thằng lòng sơ gị. Đoạn chiến thuyền rầm rộ ngược dòng, buồm căng kín sông, dòng nước sông ứ lại. Bỗng, một tiếng nổ vang chấn động cả một vùng. Những đàn chim trên các cây đa cây gạo, những đàn cò dưới ruộng lầy bay loạn xạ lên trời. Quân toa đô còn đang ngơ ngác, thì một tiếng nổ thứ hai gian dậy, rồi một tiếng nổ thứ ba. Tòa đô dội dàng trèo lên diễn dòng lầu, đưa mắt nhìn về phía trước. Từ trên thượng lưu, một đoàn thuyền nhỏ dung dút lao xuống, nhanh như tên bắn. Tòa đô chưa kịp trường lệnh cho tướng sĩ nhìn chiến, thì đoàn thuyền kia đã ập tới. Trên mũi thuyền đi đầu, phất phới bay một lá cờ theo sáu chữ dạng. Phá cường địch, báo, hoàng, ân. Đứng sau lá cờ ấy là một viên tướng áo bào đỏ rực, tướng ấy là một tướng trẻ ranh. Đứng bên đứa trẻ là một lão già ốm đói. Cả đoàn thuyền chỉ gồm bốn năm chục chiếc dàn hàng ngang trên mặt sông. Định chặn đoàn chiến thuyền đang đề sống dữ, hùng dũng tiến lên. Viên tướng trẻ đứng sau lá cờ sáu chữ vàng hét to. Tao chờ chúng mày ở đây lâu lắm rồi. Cô Nguyên chưa kịp dàn trận thì một loạt tên ào ào bắn sang. Đứa ôn bụng, đưa ôm mặt đưa nhào xuống nước viên tướng tiên phong của toa đồ dùng gươm hồ quần tiếp chiến chúng còn đang lúng túng thì thuyền có hoài chân đã lướt tới gần một mũi dao nhọn ném sang chấm phập vào ngực tên tướng giặc nó đổ xuống như một thân cây bị bật rễ đầu dập vào mạn thuyền chết không kịp ngáp hàng chiến thuyền đầu lùi lại nổi lên những tiếng thét tiếng hô lẫn với những tiếng rên la của bọn lính quyên đang cơn sốt rét hoài văn quá to. Tao không thèm giết chúng mày là những đứa vô danh tiểu tốt. Gọi thằng Toa Đô ra đây cho tao hỏi tội. Toa Đô đùng đùng nổi giận, quát tháo ầm ấy. Mấy thằng nhái con, dài cái thuyền nát, quân tướng và Trần Thế kia, chúng mày đã không biết dục mà còn giác mặt ra đây mù lấy cái chết hay sao? Chiến thuyền của Toa Đô không trọng trành nghiêng ngã đè sóng tiên lệch. Canh buồn gấm như lá cờ đại, dài như phướng, vẽ những hình quái đảng như bùa mê. Tòa đồ đứng giữa mũi thuyền, hai bên là một lũ tướng hậu vệ, kiếm kích sáng lòe. Đứa nào cũng áo lông, mũ dạ, trông mà phát sốt người lên. Trung thở hổn hển, tráng, vã mồ hôi. Hoài văn nghĩ bụng. Chốc nồi nắng lên, chúng mày còn chết. Ông bảo trước. Rồi Hoài văn trường định cho quân sĩ. Thằng toa đâu đấy, bắn tên nó một loạt phủ đầu sáu trăm gã hào kiệt giả ầm ầm hàng trăm mũi tên bay sang chĩa thẳng và to đô lũ tướng hộ vệ dơ mọc lên đỡ tên rơi lả tả xuống nước to đô đứng sững trên mũi thuyền mặt toa đô to như một cây thớt nước da đỏ gạch như gạch đông gò má cao nhô ra ngang với bàn tay mắt dài sắc như lưỡi mát đầu toa đô đội một mũ sắt đỉnh mũ uốn như cuốn thư một tay đeo mọc một tay mang một chùy sắt cán dài gấp đôi cây giáo của hoài văn quá chùy hình đầu sư tử tu tủa những đinh sắt như bàn trông quá thùy nặng hàng trăm cân ấy tòa đồ cầm nhẹ nhàng như người ta cầm một cây gậy tre viên thượng tướng nhà nguyên uy phong lẫm liệt nhíu đôi lông mày rậm như chổi xẻ gầm lên như sấm thằng nhãi kia muốn vuốt râu hầm à tao thương mày còn trẻ nhưng mày giết tướng tiên phong của tao tao phải xé xác mày như xé xác con dê con cừu chiếc thuyền của ta đô đã sấn tới gần thuyền của hoài văn làm cho cái thuyền nhỏ trồng trành trời đất bỗng tối sầm quá chùi dán xuống đầu hoài văn như sét đánh hoài văn múa giáo gạt được quá chùi nhưng đầu hoài văn choáng váng hai chân loạn choạng và cả cái thuyền suýt nữa lật nhào người tướng già vừa cho thuyền quay mũi lùi xa thì có chùy thứ hai vỗ xuống. Tòa đồ đứng hiên ngang trên mũi thuyền, phất cờ cho đoàn thuyền đi sau tiến lên đuổi đánh hoài văn hầu. Tòa đồ cười khanh khách. Đúng là điểm mất nước của họ Trần. Trong đó không còn người nên phải dùng đến một thằng quất con và một thằng già sắp chết. Hoài dân vuốt một huy tráng, nhìn căn giáo của mình công lại. Hoài dân nói, nó khỏe thật nhưng chẳng đáng sợ, chút nữa nó sẽ biết tay ta đoàn thuyền của quốc toản chạy như gió chiến thuyền của ta đô hùng hổ đuổi theo tiếng hò ác cả tiếng sóng vỗ ầm ầm tòa đồ đuổi nhanh thì hoài văn cũng chạy nhanh tòa đồ đi chậm lại thì ngoài văn cũng cho chèo thuyền đủng đỉnh và khu chiên đánh trống ầm ĩ thỉnh thoảng lại bắn tên sang giết vài mươi tên giặc nắng đã chan chan khí trời mỗi lúc một oi ả khó thở tòa đồ nóng đến đi người bừng bừng nổi giận quả văn thế hàng ngũ quân nguyên rối loạn chúng tranh nhau nước uống nhiều đứa cởi cả quần áo khỏa tay chân xuống nước những mái chèo đã kém bề nhanh nhẹn tò đồ đuổi hoài văn hơn một dặm đường thì bỗng có một tiếng pháo lệnh nổ vang đoàn quân của viên tướng trẻ quay mũi lại khi ngang chờ quân nguyên lá cờ phá cường địch báo hoàng ân tung bay ngạo nghễ trên mũi thuyền như chọc vào mắt to đô đã nhức nhói vì ánh sáng chói lòa của mặt trời lại cay xót vì mồ hôi chảy túa từ trên thượng lưu một đoàn chiến thuyền lớn rầm rộ kéo xuống chiên tống dung trời dậy đất giữa một rừng cờ rực lửa nổi lên cao cao một lá cờ dựng trên một chiến thuyền chỉ huy lá cờ để lộ bốn chữ chiêu văn dương trần đoàn chiến thuyền lớn ấy đã hợp với đoàn thuyền của tòa đô. Chỉ trong nháy mắt, chiến thuyền của hai bên đã lẫn vào nhau. Gươm giáo và nhau chan chát, tóe lên những luồng chớp lửa làm chói chang thêm ánh nắng hè gay gắt. Tiếng kêu sát thát, sát thát, vang lên vang trời. Mũi thuyền của quả dân hầu đã kề vào mũi chiến thuyền của tòa đô. Quả dân thét lớn. Tòa đô, bây giờ thì tao quá kiếp cho mày, cầm ngọn giáo mới thay, Hoài văn dùng hết sức bình đâm thẳng vào mặt tòa đồ. bọn tướng hộ vệ dạ của Toa đồ xúm lại nắm lấy cán giáo. hàng chục chiến thuyền của toàn quân trẻ tuổi nhào nhào về còn tòa đồ kẻ dung gươm, người loa giáo, tòa đồ dung có chuyện đập túi bụi. một chân của tòa đồ đạp vào mũi thuyền của Hoài dân khiến thuyền xoay như trong trống, tiếng reo hò mang rợ của cổng nguyên nổi lên. chiến thuyền của tòa đồ xôn xáo khắp nơi ngọn chùy dung tới đâu là từng mảng người đổ xuống. Hoài Văn nói với người tướng già. Hai lần ta không đánh được nó rồi, làm thế nào? Không giết được thằng ấy, mình còn tay hại. Người tướng già bảo, con nó xem chừng đã mệt, trời nắng gắt, nó quệ gọi lắm rồi, đợi lát nữa tôi đồ kiệt sức, đánh là ăn chắc. Phải chực ngọn chùy của nó, nó lại hại là ở ngọn chùy. Cứ hàm tử bát ngát bên mông trở nên hỗn độn chật ních những thuyền ngang thuyền dọc xô nhau đuổi nhau tản ra tụ lại hàng chúa người lăn xuống nước nước sông đỏ ngầu ngầu tiếng chiên trống tiếng quát tháo tiếng kêu rên hòa thành một thứ âm thanh kinh khủng cuộc hỗn chiến giữa hai đoàn chiến thuyền mỗi lúc một thêm quyết liệt tòa đô dẫn dung quá chùy tả xung hủ độc tòa đô xông vào cứu một chiến thuyền quân nguyên đang bị hoài văn hầu dây hãm hoài văn liếc nhìn to đô đoán là tên tướng giặc đã đuối sức rồi mồ hôi chảy rồng rồng như suối trên cái mặt to gạch, chiến bào ướt đẫm miệng to đô há hốc to đô thở hồng hộc có chì vẫn dung lên và đập xuống nhưng không mạnh như gió như bão nữa mắt to đô tròn xoe đôi lúc mày chổi sẽ nhíu lại to đô gầm lên như muốn nuốt chửng đi hoài văn Chiến thuyền của tòa đô lao thẳng tới, thuyền của Hoài Văn né sang một bên, chạy lướt dư gió. Đoàn thuyền của Hoài Văn cũng tản ra. Cứu được chiến thuyền bị dây đánh, tòa đô đắc chí cười khanh khách. Thuyền của Hoài Văn lướt giữa gió, tới đuôi chiến thuyền của tòa đô, Hoài Văn quay mũi thuyền mình lại, nhảy phắt lên thuyền giặt Người tướng già và hơn một chục chiến sĩ cũng nhảy lên theo. Cùng nhặt chạy tán loạn trước mũi giáo của Hoài Văn. Toa đô đang mãi đánh đằng mũi, bỗng nghe thấy đằng sau lưng tiếng con mình kêu khóc. Tòa đô giật bình quay lại, chưa kịp kêu thì quốc toản đã bay tới. Từ trên mươi thuyền nhảy xuống, dùng hết sức bình sinh, ngoài văn đã phốc vào cái bàn tay hộ pháp mang có chùy đáng sợ. Ngọn chùy văng lên cao, rơi xuống sông, nước bắn lên tung tóe. Quan quân ở các chiến thuyền xung quanh cất tiếng ra mừng, nhưng mất thăng bằng, hòa văn đã nghệ xuống, Tòa đồ tiết ngận trùy gầm lên như con thú dữ, tuốt gươm chém hoài văn đang lồn ngồm bò dậy. Lưỡi gươm lóe chớp, người tướng giang hét lên một tiếng, lao tới ôm hoài văn. Lưỡi gươm chém phập xả vào vai người tướng già. Các chiến sĩ của hoài văn ào ào nhảy tới. Vừa lúc ấy, một tiếng pháo lệnh nổ vang từ một nhánh sông, một đoàn chiến thuyền lớn kéo ra cửa hàm tử, dàn thành một thế trận quy phong và tề chính trên chiến thuyền đi đầu phấp phới một lá cờ to đề ba chữ Tống Triệu Trung. Tiếng loa vang lên, toàn là giọng nói Bắc Phương quen thuộc. Trông thấy bóng quân Tống, tòa đồ giật mình, quan mang không hiểu tại sao. Bị các chiến sĩ có hoài văn đánh tuyết bụi, tòa đồ đành phải dậy sang một thuyền khác. Tiếng loa giọng dạc từ thuyền quân Tống như rót vào tay quân giặc. Bớ tòa đồ! nay nhà Tống chúng ta đã lấy lại được nước thằng hốt tất liệt của chúng mày đã bị bêu đầu ta là đại tướng trừ trung dân lệnh hoàng đế nhà Tống sần đây giúp nước Nam hỏi tội chúng mày quân của ta là quân dân nghĩa chỉ cốt bắt thoát quan còn chúng mày sớm biết tội đầu hàng thì được toàn tính mạng nhược bằng chống cự thiên quy thì chúng mày sẽ thành lũ quỷ không đầu khi ấy đừng trách ta không báo trước chân tay tòa đồ run rẩy mồ hôi toát ra như tắm. Thế trận của quân nhà Tống mở ra, trừ trung quay phong lẫm liệt, phất sắc cờ lệnh cho chiến thuyền xung trận. Giáp trụ của triệu trung sáng ngời, tướng sĩ đứng hộ vệ dạ hai bên cụm giáp trụ sáng ngời. Đứng sau triều trung là một lực sĩ mang một cái chùy lớn như có chùy của to đô. Theo sau chiến thuyền của triệu trung, không biết cơ mang nào là chiến thuyền mang hưởng nhà Tống, từ tướng đến quân mặc kiếm dốc sang trọng như trong những ngày lễ lớn, đúng là cái khí thế của những người thắng trận. Quân Nguyên kêu khóc như ri. Nhà Tống lấy lại được nước rồi, nhà Tống lấy lại được nước rồi. Chúng ta không còn đất để trôn thay nữa, chúng ta không còn đất để trôn thay nữa. Quân nhà Trần ta còn chưa làm gì nổi, lại đành con nhà Tống sang giúp. Ta có đánh cũng chỉ thua lấy cái nhục mà thôi. Quân điều trôn đã quen với lối đánh của quân Nguyên tiến quân một cách thành thạo vững vàng vừa mới xung trận họ đã cướp luôn được một chiến thuyền của tòa đồ. quân giặc ở các đội chiến thuyền khác càng thêm hoang mang nhớ nhán kẻ chạy giặc về đằng sau kẻ chui xuống khoang thuyền kẻ quăng võ khí kẻ lao xuống sông kẻ nhảy sang thuyền khác tiếng kêu rống như bò như dê bị cắt tiết hàng ngũ con nguyên rối loạn tòa đồ thét đã khản cả tiếng dân lệnh của tòa đồ không có ai nghe đại đội chiến thuyền của chiêu văn dương ầm ầm đánh đuổi quân toa đô rút dậy tiếng trống tiếng chiên chấn động trời đất đứng trên mũi chiến thuyền của mình chiêu văn dương một tay phất cờ lệnh một tay thuốc trống điều khiển quan quân tiếng loa của chiêu văn dương dõng dạc truyền đi tướng sĩ hãy một lòng quyết chiến để rửa mối thù mang nặng từ bấy lâu nay quan gia mong đợi quốc công trông ngóng các ngươi hãy cùng ta nỗ lực diệt hết quân toa đô ca khúc khải hoàng để tiếng thơm ghi mãi trong sử sách. Quân Tống đã sang giúp ta, đó là cơ hội ngàn năm có một. Quân Tống và giặc Thác ăn mặc giống nhau, các người chớ lầm lẫn bạn và thù, cùng quân Tống xông vào giết kẻ thù chung. Quan quân dạ rang, lăn xả vào các chiến thuyền giặc, tiếng loa dẫn cất tiếng chăn đực. Bớ quân Thác, chúng bay quay về thì không còn đất, ở đây thì cái thế bại của chúng bay đã rõ rành rành hãy nghe ta bỏ giáo đầu hàng ta sẽ thể theo đức hiếu sinh của thượng đế mà tha cho làm phúc những ai là dân nhà tống bị quân thác bắt ép sang đây hãy quay giáo lại đánh kẻ quốc thù lập công chuộc tội thì còn có ngày trở về quê hương xâm họp gia đình quân ta đô hỗn độn càng thêm hỗn độn trừ chung đi đến đâu thì những người tống theo con nguyên nhảy xô ra hàng reo hò như vừa thoát nạn nhiều chiến thuyền của con Toa Đô không chạy được vì không còn người chèo người lái. Trong khoang, các chiến thuyền của giặc cảnh tượng thật là bi đát. Ở đây nóng như luộc, hơi người nồng nặc, sang thuyền nhầy nhụa, cứt, đái và những bãi nô mửa lỏng bỏng. Người nằm la liệt chồng chất lên nhau, kẻ ốm, lẫn với người hấp hối, người bị thương gục lên xác chết. Bọn đang lên cơn sốt rét trên khư khư nằm bên những người thổ tả, đang lả đi sau một cơn nôn tháo. Trên mũi thuyền giọng xuống dựng tiếng kêu thê thảm, đôi người ốm ngất đi trong quảng sợ, máu ở trên môi, ở hai mũi thuyền đổ xuống như tháo nước, tưới lên những đám người đang chết ấy. Quân giặc chạy cả xuống khoang thuyền ẩn nấp, mặt cắt không còn hột máu, lưỡi cứng lại không nói nên lời, chúng ôm mặt khóc rưng rức. Trên cửa hàm tử, vẫn nổi lên tiếng chiên trống tiếng hò reo của quân nhà Trần và quân Tống âm âm như có buôn dạng con người. Nhiều chiến thuyền của To Đô đã cắm cờ hiệu nhà Trần. Nhiều đám cháy bốc lên trên chiến trường này. Chiến thuyền khác của giặc, mặt sông ngổn ngang những sắc thuyền giả, những lá cờ, những cán giáo, những khiên, những mộc, những giành cung, những mau tên của quân nguyên. Mặt nước hàm tự đỏ một cách khủng khiếp dưới ánh nắng hè, lóa mắt. Tội Đô dẫn một đoàn chiến thuyền còn sót lại, quay mũi xuôi xuống hạ lưu ra biển. Lại nói về hoài văn hầu sau khi được người tướng già cứu thoát. Trên chiến thuyền mà to đô đã bỏ đấy để chạy sang thuyền khác, quân nguyên sập xuống lại hoài văn sinh hàng. Những khí giới trốn nộp chất đống trước mặt hoài văn. Hoài văn chẳng buồn nhìn bọn giặc. Hoài văn ôm lấy người tướng già. Lòng hoài văn đau như cắt cánh tay phải của người tướng già đã bị chém đứt lìa khỏi vai máu chảy lên láng chồng râu bạc cũng nhuốm màu hồng loang lỗ máu thấm vào chiến bào của hoài văn quốc toản lấy gươm cắt giặt áo bào buộc vết thương mà một người lính đã rịch bằng thuốc máng Quài văn nhìn người tướng già chàng buồn rười rượi nhưng người tướng già mỉm cười khẽ nhấc cánh tay trái chỉ đoàn thuyền của to đô đang hốt hoảng chạy xuôi Toàn chiến thuyền ấy va vào nhau, cây nghiêng, cây lật, cái đang chìm, cột buồm siêu dẹo, cánh buồm rách tả tơi. Người tướng già nói, Dương tử, đừng lắng đắng gì tôi nữa. Đi mà đuổi to đô, không nói chạy mất. Quả văn nói, Ta nhờ ông dạy dỗ mới có ngày hôm nay, lại chính nhờ có ông mà hôm nay ta thoát chết. Ta bỏ ông đây sao được? Dương tử không nên nói theo, nên theo những thói thường tình. Đi đi, mặt tôi ở đây, toa đô nó chạy mất kia kìa. Dương tử mà cứ dùng dằn mãi, thì con dao đây, tôi xin kết liễu để tôi cho rảnh. Hoài văn dằn lấy con dao, người tướng già nói, Để một anh em trông non tôi là được rồi, còn dương tử phải đi mới được, đi mà lấy đầu toa đô. Hòa dân cử một số chiến sĩ đưa người tướng già lên một cây làng gần đấy, rồi xuống thuyền của mình kéo quân đi đuổi Toa Đô. Đoàn chiến thuyền của Toa Đô đã chạy xa, quốc toản dục quân đuổi riết, khó nhọc lắm mới lách được qua những mảng thuyền giặc ngổn ngang, những đám cháy bừng bừng, những cột buồm, những dáng thuyền nổi lành bệnh trên mặt nước. Toa Đô đang chạy xuôi, bỗng là giật mình kêu khổ. Một tiếng pháo lệnh nổ giang một đoàn chiến thuyền hùng dũng đã chặn kiếm khúc sông con chim sẻ không bay lọt được đoàn chiến thuyền này mang cờ hiệu của tướng quân nguyễn khoái đứng trên mũi chiến thuyền chỉ huy nguyễn khoái chống một thanh đao lớn hét to lên thăng long không có lối ra bể không còn đường bốn bề là thiên la địa võng toa đô mày chạy đi đâu toa đô hô đám tạm quân đằng sau chúng nó đuổi trước mặt chúng nó chặn đường liều chết mà phá vòng dây mày ra còn sống một tay mộc, một tay giáo, tòa đồ xung thẳng tới trước thuyền của Nguyễn Khoái, mặc cho tên bắn chung quanh. Nguyễn Khoái cũng thúc thuyền nghênh chiến, thành đào lớn của tướng quân bổ xuống tàu to đô như trời giá. Kẻ giáo người đao hai người đánh nhau dữ dội, dọ khí chạm vào nhau choang choang. Tòa đồ vừa đánh vừa thở hồng hộc, ngọn giáo của tòa đô mỗi lúc một nặng nề. Tòa đồ chỉ còn ra sức chống đỡ. Đại đội chiến thuyền của Chu Văn Dương lại dị ập tới. Quả Giang đi trước, Lắc cờ sáu chữ phấp phối đầu thuyền. Tòa đồ hốt quảng, nhảy sang một chiến thuyền khác chạy trốn. Trống chiên chấn động, bốn mặt là quân sĩ của nhà Trần. Quân Nguyên bạc giết kinh hồn, đưa quân võ khí quỳ hàng, đưa nhảy xuống nước, liều chết bơi vào bờ. Tòa đồ cũng nhào xuống nước. Quả Giang đang đuổi tòa đồ, định nhảy theo để bắt tên tướng giặc. Nguyễn Khoái nói to. Khoan đã, hãy xem Nguyễn Khoái bắn tòa đồ đây này. Nguyện khách dương cung tòa đồ dừng ngôi lên bờ thì mũi tên của tướng quân cũng vừa bắn tới mũi tên tài tình trúng giữa lưng tòa đồ viên hộ tướng nhà nguyên kêu rúng đeo tên cắm đầu cắm cổ chạy tòa đồ lão đảo nhổn lên rồi lại ngã ngã xuống lại cố đứng lên chiêu văn dương xuống lệnh cho hoài văn hầu dẫn quân lên bộ đuổi tòa đồ từ khắp các làng mặt xung quanh trai tráng đã nhận được mật lệnh của chiêu văn dương từ trước dắt gậy gọc ra giúp quan quân đánh giặc. Những ông già, bà lão thì dắt trâu dắt bò, gánh lợn, gánh gạo ra sông mừng chiến thắng. Lẫn trong đám đông dân chúng có cả mẹ già của hoài văn. Phu nhân lánh nạn về đây, ngày đêm mong ngóng tin tức của đứa con đi xa, dẹp giặc. Bà được nghe người ta đồn rằng ở cửa ải trên cõi biên thủy có một người tướng rất trẻ mang một lá cờ đỏ đầy sáu chữ vàng không thấy lá cờ là con giặc khiếp oai. Phu nhân nửa tin nửa ngờ, không biết có thật đấy là con trai mình không. Hôm nay, phu nhân lại nghe thấy nói ở cửa hàm tử có đánh nhau to và dưới tướng chiêu văn dương Trần Nhật Duật có một thiếu niên anh hùng. Người tướng trẻ ấy cũng mang lá cờ sáu chữ và xông vào giữa hàng trăm chiến thuyền của giặc như vào chỗ không người và lòng phu nhân rạo rực. Người mẹ theo bà con ra tận cửa sông trước để mừng quan quân, sau để xem người tướng trẻ. Chắc chắn đây là con ta thôi. Lá cờ ấy chính ta đã may cho nó mà. Nhưng sao con ta lại chống giỏi vàng đến thế cờ chứ? Nghĩ như vậy thì phu nhân lại chẳng dám tin người có lá cờ xấu chữ kia là con mình. Phu nhân chống gậy lò dò bước. Bỗng nghe thấy có những tiếng reo mừng của bà con. Người ta kháo nhau, người ta chỉ trỏ một lá cờ từ bờ sông bay tới. Có người kêu, lá cờ đỏ, lá cờ đỏ có sáu chú giang kia, lá cờ đỏ có sáu chú giang kia, bà con ơi. Người mẹ nghẹn ngào nhìn theo những ngón tay chỉ trỏ, lá cờ lấp lánh trong ánh hoàng hôn. phu nhân mở to mắt để nhìn, phu nhân dụi mắt, rồi lại nhìn, rồi lại dụi. Bên tay bà, có tiếng ai đọc to. Phá cường địch, báo hoàng ân. Đến gần lắm rồi, chứ đẹp mà người theo cũng khéo. Ông tướng ấy là ai vậy ta? Ở nghe đâu là hoài văn hầu trần quốc toản. Người mẹ ứ nước mắt vì vui sướng, nhưng lòng người mẹ thổn thức. Vì mẹ không nói nên lời, phụ nhân chỉ thấy loa loá một lá cờ đỏ. Và phụ nhân cố chạy theo bà con để đến gần lá cờ, xem cho rõ. Nhưng lá cờ Người mẹ chạy đến biết hơi mà không sao đuổi kịp được lá cờ Mệt quá, người mẹ ngồi bệt xuống bờ đê Hoài văn hầu dẫn sáu trăm gã hào kiệt âm âm đi đuổi to đô Đặt chạy, phát thân ra mẹ Lá cờ đỏ theo sáu chiếc vàng căng phòng lên trong gió hè lồng lộng thổi Dưới lá cờ bay cao, gương giáo thua tủa như hàng rào Nghiêng nghiêng trong bụi mù qua dân trong bóng chiều đổ xuống, qua rừng, qua núi, qua đèo, qua sông, lá cờ sáu chữ vẫn hoài danh và sáu trăm gái hào kiệt đi mãi, đi mãi tới những nơi nào còn có bóng quân nguyên.